Tôi vô trang cá nhân của con để làm gì? Nó định xóa cái tấm hình. Nhưng mà có gì nó muốn xóa thì nó nói với con, nó không thích thì con tự con xóa. Chứ tại sao nó được cái quyền gì mà nó vô trang cá nhân của con? Mở mẹ coi coi. Đây nè mẹ. Đó. Nãy mẹ nói con rồi. Mẹ hỏi con là con có hỏi ý kiến nó chưa, nó đồng ý chưa. Tự nhiên con đem con đăng hình nó lên vậy, làm sao nó không phiền cho được. Nhưng mà có gì nó muốn xóa thì nó nói với con, nó không thích thì con tự con xóa. Chứ tại sao nó được cái quyền gì mà nó vô trang cá nhân của con? Liệu nó nói nó không thích rồi con có xóa không? Con nói là nó không có quyền vô trang cá nhân của con. Thì vậy thì hình của nó con đăng lên á, con có hỏi ý kiến nó chưa? Mẹ đã nói với con rồi, mẹ nói là phải hỏi ý kiến nó đi, biết đâu nó không thích thì sao. Con thiệt á, mẹ nói con nghe nè, không muốn người khác làm điều gì với mình á thì mình đừng có làm cái điều đó đối với người khác. Gì mà cười dữ vậy con? Hả? Hả? Mẹ coi cháu gái của mẹ nè. Nè con. Ủa? Trời ơi con ơi, bao nhiêu hình đẹp sao con không đăng cái hình gì? Trời ơi, kỳ vậy. Ôi con thấy dễ thương quá trời luôn mẹ. Trời ơi người ta thả tim quá trời, mẹ em thấy không, quá trời tim luôn nè. Trời đất ơi. Trời ơi con bán ngủ. Con. Dạ. Nhưng mà lúc mà con đăng cái hình này á là Ngân nó có thích không? Nó có đồng ý cho con đăng không? Nó con nít mà nó biết gì. Mà con thấy dễ thương con mới đăng với mẹ, chứ không lẽ con muốn bêu xấu con gái của con. Trời ơi dễ thương muốn chết nè, em mặt đó con mỏ ở hai cái răng. Con làm cái gì vậy? Dạ đó, làm gì đó. Có giấu gì sau lưng? Con cái gì? Đưa cho mẹ coi. Đưa đây cho mẹ. Nhanh. Tại sao con lấy điện thoại của mẹ? Làm cái gì hả? Sao con vô trang cá nhân của mẹ? Hả? Con muốn ăn đòn đúng không? Đứng yên. Đứng yên đó. Gan quá ha con ha. Không ai dạy con là không được đụng đến đồ cá nhân người khác hả? Hả? Xịt tới ra. Nhanh. Một. Hai. Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Ơi. Trời đất ơi, cái gì cũng gì mà bữa nay mày dùng vũ lực thì ghê vậy, làm gì vậy, làm gì mà vừa đánh nó vậy? Mẹ hỏi nó kìa. Hôm nay nó hư lắm rồi. Nó dám lấy điện thoại của con, nó còn vô trang cá nhân của con nữa kìa. Sao nó biết mật khẩu mà nó vô? Hôm bữa nó mượn điện thoại của con xong rồi nó hỏi, nó muốn lên mạng gì đó, xong rồi con đưa mật khẩu cho nó đó. Nhưng mà không có nghĩ như vậy là con có thể vô điện thoại của mẹ, con vô trang cá nhân của mẹ. Nó vô để làm cái gì con thiệt à? Con... Thôi đi lên phòng đi. Đi lên phòng đi. Rồi để bà nói chuyện với mẹ nha. Đi lên phòng chờ mẹ, lát mẹ lên nói chuyện với con sau. Con ngồi xuống đi. Ngồi xuống nói chuyện. Cái gì vậy con? Tôi vô trang cá nhân của con để làm gì? Nó định xóa cái tấm hình. Nhưng mà có gì nó muốn xóa thì nó nói với con, nó không thích thì con tự con xóa. Chứ tại sao nó được cái quyền gì mà nó vô trang cá nhân của con? Mở mẹ coi coi. Đây nè mẹ. Đó. Nãy mẹ nói con rồi. Mẹ hỏi con là con có hỏi ý kiến nó chưa, nó đồng ý chưa. Tự nhiên con đem con đăng hình nó lên vậy, làm sao nó không phiền cho được. Nhưng mà có gì nó muốn xóa thì nó nói với con, nó không thích thì con tự con xóa. Chứ tại sao nó được cái quyền gì mà nó vô trang cá nhân của con? Liệu nó nói nó không thích rồi con có xóa không? Con nói là nó không có quyền vô trang cá nhân của con. Thì vậy thì hình của nó con đăng lên á, con có hỏi ý kiến nó chưa? Mẹ đã nói với con rồi, mẹ nói là phải hỏi ý kiến nó đi, biết đâu nó không thích thì sao. Con thiệt á, mẹ nói con nghe nè, không muốn người khác làm điều gì với mình á
thì mình đừng có làm cái điều đó đối với người khác. Con biết mà.